Rồi rồi, ước mơ cá dứa đang hot dần dần mấy ngày nay tới công ty của mình nha. Một cái bịch 1 cân này mình mua với giá là 108k, được tặng kèm cái hũ sốt me này này. Cá thì sẽ được bọc hai lớp thực bóng nha. Cơ mà bóc đến cái lớp thực bóng bên trong là nó cũng bị dính nhớt tay rồi. Đây là cá dứa ấy bạn. Đúng là cho mùi không thấm. Đúng như bà mình nói là khi mở ra sẽ ngửi thấy cái mùi khầm khầm. Mùi nó vẫn giống như ba cái mùi cá khô khác thôi. Ai mà không ăn được cá khô thì ngửi mùi này cũng hơi hoảng đấy nha. Mình đọc thì thấy bên shop ghi là cái ức này đã phơi được 3 nắng nha. Phải nói là cái ức này nó toàn mỡ là mỡ thôi, nó dính một tí thịt cá thôi ấy. Mình càng rán nó lại càng ra mỡ này. Ôi cá mà nó mỡ ra thế là cá chảy nước lên thì mỡ ra này nhỉ. Đéo đéo làm đéo thế. Mình ngồi dán cái cá này phải 30 phút thì mới gọi là quắt lại còn tí mỡ đấy. Chứ mà không dán kỹ cả ngập mồm mỡ không mà ngấy xỉu. Mọi người nhìn mỡ của nó này quá nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn chấm cùng với lớp sốt me. Mình bảo bà mình ăn thử xem có ngon không, nhưng bà mình cứ ngửi ngửi này. Yêu cho bà mình chấm thì bà mình cũng chấm trả vào thôi chứ bà mình không có chấm thật. Bà mình bảo bà mình ăn thử thôi chứ bà mình không có thích ăn cá khô. Kiểu mình dán kỹ rồi mình còn nhai được cả xương cơ. Với cả nó còn ít mỡ thôi, nó cũng không bị ngấy lắm đâu. Mình ăn mà bà mình cứ nhìn mình thôi. Xong rồi bà ngáp luôn rồi đây này. Mình cá của bà thì có ngủ dữ vậy trời. Ăn nó giòn nó ngọt. Đấy thế mà bà vẫn thấy ngon cơ. Cái phần màu đậm màu hơn này là được dính tí thịt của cá đấy. Ăn được cái tí thịt này mình thấy ngon phết. Cái cá này rán nên nó giòn lắm, nhất là cái phần da ấy. Ăn nó mặn nha nhưng mà không phải mặn quá đâu. Chấm một cái lớp sốt me chua chua cay cay này cũng hợp. Nhưng mà thực sự cái cá này phải dành cho những ai mà thích ăn cái đồ béo ngậy ấy mọi người. Như kiểu mình rán để ăn cơm thì bố mình với mình thích ăn lắm. Có đâu mẹ mình thì anh mình nhìn thấy mỡ như này thì chịu không ăn được rồi.